Rồi, chào tất cả mọi người đã đến với video em nha. Thì hiện tại trước mắt các bác, đây là em đang quay cho các bác xem là một bộ Kaba của Cẩm Hồng này. Thì hiện tại là cái bộ này là nói chung là như mấy cái miếng này nha. Cái lúc làm lại thì em cũng không có quay cho các bác, nhưng mà mấy cái miếng này là nó là được 3 năm rồi. Lúc trước là như cái mặt bàn này, lúc trước là nó là một cái bộ chiếu ngựa phe cạnh nha. Là nói chung là em để nghiêm một cái phần bìa nó luôn, là nó vác xuống tới đây nè, vác xuống tới đây và đặt tới đây. Nhưng mà tại vì cái phần đấy thì để nó cũng rất là khó bán, nên là bây giờ em đập đi làm mặt bàn. Nói chung là cái mặt này lúc trước mà nó phe cạnh là nó rộng tới 1m7 nha, rộng tới 1m7, nhưng mà tại vì nó phe cạnh em làm để nguyên cả bìa luôn, nguyên cả bìa là tròn xuống tới dưới đây nè. Nhưng mà hiện tại là cái này thì em cắt ra thì em làm lại một bộ Kaba đó. Nói chung thì làm lại một bộ Kaba, thì tại sao em lại làm lại một bộ Kaba, tại vì là cái phần bìa ấy, cái phần bìa mà phía ngoài này thì nó giác khá là nhiều luôn. Và nó cái lúc mà em làm á là em không có chị một kỹ á, nên là cái phần giác là một nó đục, nên là bây giờ em cắt ra làm lấy cái phần lõi này, lấy cái phần lõi này em làm mặt bàn đó. Thì như cái bộ này hiện tại là cái thước của nó là nó đang là một cái bàn là nó rộng 1m này, dài 16 và dài là 3m02 nha. Còn băng thì nó được 40 dài 10 và nó dài cũng là 3m02 đó. Hiện tại cái này rất là đẹp luôn nha. Cái này là gỗ Cẩm Hồng nha các bác, cái này là gỗ Cẩm Hồng này, như một bộ này. Tại vì cái này là nói chung là cái bộ này thì em làm từ cái cây của mấy năm trước rồi. Tại vì cái này bây giờ chắc nó cũng khô lắm rồi. Thì nói chung là cái này không phải là hàng mới nha. Cái này thì em làm từ những cái tấm bìa cũ. Thì hiện tại như cái bộ này thì đầu năm thì em cũng để cho các bác là giá ưu đãi thôi. Đó, nhưng mà cái bộ này hiện tại là em chỉ để cho các bác là 39 triệu thôi. Bảo đảm không ở đâu rẻ hơn cái bộ này, chắc chắn với các bác 100% luôn. Nếu mà bây giờ các bác nào mà mua được một bộ như này mà giá rẻ hơn bên em thì không bao giờ có đâu ạ. Tại vì cái bộ này là gỗ Cẩm Hồng này. Nếu mà bây giờ trên thị trường ấy, nếu mà cái bộ này nó có thấp nhất cũng là 45 triệu. Đó là giá thấp nhất nha. Đó là giá thấp nhất. Còn bình thường là cái bộ này người ta bán phải 50, trên 50 triệu. Nhưng mà tại vì là cái bây giờ là đầu năm này, em để cho các bác là con số là 39 là để cho nó tài lộc đó. Còn bán nào nếu mà thị trí mua ấy, thì các bác hãy gọi cho em nè. Còn nếu mà bộ này mà nói về giá cả mà các bác trả giá nữa thì cái bộ này thì chắc chắn là sẽ không bán rồi. Tại vì cái giá này là hô cho các bác là quá thấp luôn rồi. Đó, nói chung cái giá này thì để cho các bác mua thôi. Đó, báo giá để cho các bác mua chứ không phải là trả giá nha, như cái bộ này này. Đấy, bây giờ các bác cứ đi tìm tất cả các mọi cơ sở nha. Nếu mà có một bộ nào mà Cẩm Hồng như thế này mà giá tầm này thì bảo đảm là không bao giờ có. Mà nếu cũng nó có thì những cái phần này nè, những cái phần mặt này nè, thì nó cũng có thể là nó bị nứt rồi, nó bị nói chung là nó bị xấu nha. Nhưng mà cái mặt này các bác có thể nhìn thấy nè, rất là đẹp luôn. Cái này là cái mặt này là nó tự nhiên hết nha. Đó, để em quay xa cho các bác xem này. Mặt bàn này thì nó rộng tới 1m luôn nha, dài 16 và dài là 3m02. Nếu mà tính ra bộ này với một bộ gỗ lim thì cái bộ này nó còn rẻ hơn cả gỗ lim luôn. Đó, tại vì cái hàng này là em mua từ cái thời điểm gỗ của cái bộ này là mua từ cái thời điểm là 3 năm trước rồi. Nên là bây giờ nó có giá vậy thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ mà hàng mới mà làm ra ấy, thì nó phải rơi vào tầm khoảng cỡ 40 triệu, đó 45 triệu. Ít nhất là 45 triệu ra. Bộ này tầm 45 triệu thì mới có lời được. Còn những bộ này hiện tại bán nào nếu mà thị chốt thì giá chỉ có 39 triệu thôi. Đó, cực kỳ là rẻ luôn. Đó, bán nào nếu mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo là 033 33 88 719 nha.